18 tuổi hết rồi. Dạ. Em muốn tụt quyết không đi. Chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây kế bên Tấn Bo đi, 10 người đến đây á là chào anh Thuận chào em Bo. Em có tin không? Chị đừng nên xúc phạm. Chị muốn xúc phạm cái lòng của em. Chị không có xúc phạm chị, nó đau lòng lắm rồi em. Sao lạ vậy? Tóc tai thì không còn tới một cọng. Da thịt thì coi như là màu mờ, coi như là bánh mật. Màu bánh mật. Có đi đâu có nói làm sao làm gì? Trời ơi làm gì đã có cậu vậy? Thì đó bởi vậy để cái nỗi lo. Mới nói với em mà anh á thì sự nghiệp chưa có, tiền anh cũng không có, anh chỉ được cái là anh chung thủy, anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi. Khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người hai. Anh không có tiền nhưng mà anh có nhiêu tiền anh sẽ cho em hết. Rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm, không có để cho em khổ. Nhỏ đó bồ vợ anh Bo đó, vợ anh Bo mới cưới, cái xong cái bà kia quay qua, bọn Bo BD mà sao có vợ. Coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này là bị mang tiếng đúng không? Dạ. Bây giờ vậy đi em cũng đính chính khẳng định cái làng Bo có BD không? Em khẳng định giùm gì? Cả thế giới biết đi. Dạ em nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dây trai. Đó. Trời ơi, như vậy là chưa. Vậy là chưa có rõ ràng. Chưa biết chưa tao bởi vậy. Cái gì vậy? Trời ơi coi ông. Đừng có nói đi vô luôn nha. Chị với Thuận cho em ngồi chưa? Rồi đi em. Vậy hả? Em đâu có giao mà. Ghế đó là ghế của anh đó. Dạ. Mời anh giới thiệu về mình. Dạ thưa chị, dạ thưa em, dạ thưa khán giả, dạ Tấn Bo năm nay thì cũng nói tuổi cho khán giả biết đúng không chị? Đúng rồi, nói tuổi luôn. Dạ nói luôn. Dạ Tấn Bo năm nay được 48 tuổi. Dạ 48 tuổi hết rồi. Dạ. Em muốn tuột quyết không Bin? Chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây ha kế bên Tấn Bo đi, 10 người đến đây á là chào anh Thuận chào em Bo. Em có tin không? Chị đừng nên xúc phạm. Chị không có xúc phạm cái lòng của em. Chị không có xúc phạm em, đau lòng lắm rồi em. Sao lạ vậy? Tóc tai thì không còn tới một cọng. Da thịt thì coi như là màu mờ, coi như là bánh mật. Màu bánh mật. Thôi đi rồi đừng có nói làm gì thôi, làm gì? Trời ơi làm gì đã có thầu vậy? Thì đó bởi vậy thôi. Cái nỗi lo. Rồi, mời chị Bo. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em tên là Xuân Nhi. Em năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp của em là nhạc sĩ. Xuân Nhi là nhạc sĩ? Dạ. Mà sáng tác là dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc trẻ, nhạc thị trường. Em đã từng có một bài hát nào mà làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc chưa? Dạ em cũng có được may mắn là có nhiều ca khúc cũng được là bà con đón nhận. Trong đó thì có một ca khúc mà Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt của chị Quyên Trang hát. Rồi đúng rồi. Trời đất ơi sao em hay quá vậy Bo? Dạ không hên chứ không hay chị. 48 tuổi ở đây 36 tuổi là lớn hơn có nhiêu đâu, có một rồi, một con giáp. Cơ duyên mà hai vợ chồng gặp nhau là sao em kể coi Bo. Dạ thì cái cơ duyên mà em gặp bà xã em đó là cái lúc mà bà xã em là làm ở trong cái nhà hàng của bà cô. Một cơ duyên là ba đó Thuận. Chị ba vô nhà hàng nghệ sĩ Tấn Tài. Dạ bà gặp cái cô này, cái ba nói chuyện với cô này cái gì đó chị. Lúc đó là Xuân Nhi bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em còn nhỏ lắm, thì lúc đó em đang học lớp 10 thì 15. Dạ lúc đó là vừa đi học thì buổi tối á thì em rảnh, cái cô em nói là thôi giờ nhà hàng của cô là nhà hàng tiệc cưới, thì thôi con rảnh thì con tới đó con hát. Thì lúc đó là nhà hàng ngoài tiệc cưới ra thì có giống như là đờn ca tài tử rồi ha, cải lương ngày xưa chị. Thì ba Tài có hay vô đó chơi, cái đấy em thì nhận làm con nuôi con gái. Bây giờ ba có thằng trai con chịu không, làm dâu ba đi. Cái lúc đó thật sự em còn nhỏ xíu, em mới nói dạ thôi con còn đi học mà con không lấy chồng, con không lấy chồng sớm đâu. Dạ. Thì ba nói chơi với cái cô này thôi. Rồi sau đó cái em với anh cũng lại dự cái đám cưới của một đứa bạn, một thằng bạn gặp nhau, cái tự nhiên cái em cũng giống như cũng thích. Sau đó cái 2-3 ngày đến lần thấy cô ta ca đem bông lên. Dạ đem bông lên. Dạ có nghĩa là lần đầu tiên anh nhìn thấy Xuân Nhi là anh khoái nè. Khoái. Nhưng mà Xuân Nhi cái lúc đó lần đầu tiên em gặp ông Tấn Bo này thì em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ không, ổng nhơ mà xấu mà đen thùi à. Càng ngày càng tươi ra đúng không? Em biết ảnh lớn hơn em một con giáp. Em thì bản thân em thì không thích con trai nhỏ. Nhưng mà anh này ngộ lắm chị, thích em nhưng không có cua em. Ủa thì kỳ vậy? Em vô giống như là vô đi ăn đi ha, nói chuyện với tất cả mọi người, chỉ có một mình em là không nói chuyện thôi. Cố tình đúng không Bo? Dương đông kích tay. Cái này là kế hoạch của người ta. Để Bo nó nói vụ kế hoạch của nó đi. Cố tình nói chuyện với người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy. Thì vô bàn cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa, đủ bạn đi chung, khoái mà nhát. Ăn uống gì đó rồi cái chỉ em ăn không? Ăn rồi sao anh lấy giùm cho nha. Em Quam lấy giùm đó là cái Quam em lấy giùm, cái Quam ngồi rồi em nhìn chỗ khác, không dám nhìn cô ta. Cái cô ta nhìn của em hồi nào em cũng biết. Cái em kiều mấy bạn á, em nói nhỏ mấy bạn chịu không? Chịu cô đó không? Sao hỏi ý kiến bạn? Cái mấy bạn hỏi bà có biết người ta có thích không mà chịu. Là thôi. Vì mấy bạn em đó thì thích hay không thì tự mình đi. Cái thì em cũng thử coi sao. Em thử. Suối bạn em cua em suối này, em suối à. Chị ta tự nhiên cái thấy em, cái hành động của em vậy đó, cái thấy lạ rồi cái để ý sôi mối, cái đó mà là ghê đó. Những cái kế hoạch anh theo đuổi Xuân Nhi lúc đó như thế nào? Được cô tạo điều kiện cho gặp nhau. Cái tối ông cậu trở về, em chạy lủi sao á, 2-3 ngày vậy. Cái ông cậu á, có một lần ông nói với cô ta sao: Ê, tao thấy có con thằng đó đó, sao nó rình hoài mà tại vì em bịt khẩu trang chứ. Có con thằng đó nó đeo theo làm sao mà nó giống ăn trộm cướp gì, coi chừng giật đồ nghe. Thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải em của anh Tấn Bèo, con của bà Tấn Tài đó. Vậy sao mà nó không chịu gặp, nó chuyện bình thường đi mà sao đeo theo làm sao. Tao nói thồn. Ông lại gặp em thì ông cũng nói thôi con coi như cho phép đúng không, con muốn gì thì con nói chuyện. Hay quá. Thì có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà, đi chung đưa về nhà. Mà lúc đó cái đường ghê lắm, không phải như bây giờ đâu, khủng khiếp lắm. Hai bên hông thì vắng lặng như tờ, rồi ếch nhái ảnh ương nó kêu tùm lum á chị. Đồng không muốn quạnh, đồng không hiểu quạnh. Thì nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không? Mà anh mê gái quá thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi đúng không? Mà có sợ ma thiệt không? Thì không biết sợ không đâu chị. Vừa một cái em bắn chiếc xe, một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì, em chạy một cái. Lúc đi thì vui đi từ từ, lúc về chạy em có lúc đó mà em còn không biết em là cái gì, hồn siêu phát tán luôn. Có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà? Trời ơi có nha anh, thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ. Không, nhưng mà tại sợ ma thiệt mà. Nó sợ ma thiệt thì là sợ thiệt, nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ. Có đúng không? Có đúng không em? Nhưng mà lúc xin ở lại là không phải xin sợ ma. Là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau, chưa có quen với nhau, là chỉ giống như là ảnh đang theo đuổi em, rồi em chưa có chịu, là chưa có chính thức là tụi em quen với nhau. Thì lúc là chơi thân với cậu em hơn. Thì bữa đó đi ăn sau cái mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya, cũng gần 12 giờ khuya rồi. Thì ngay chỗ đó là Bình Hưng Hòa, ngay cái chỗ cái nghĩa trang đó. Thì ảnh mới nói là giờ này khuya quá à, má con á không có mở cửa cho con vô, con không biết làm sao nữa, giờ con về nhà cũng không được. Cái cậu em nói thì giờ mày kiếm cái nhà nghỉ với cái khách sạn nào đó mày vô mày ngủ đi, mai mày về. Con hồi nãy con đi nhậu đâu đem với chứng minh đâu, con đâu có vô con thuê được. Dễ sợ. Cái cậu em nói giờ làm sao, cậu em quay qua hỏi em giờ làm sao Quỳnh. Cái em mới nói con đâu biết, thì cậu tính sao cậu tính thì con đâu biết. Cái cậu em mới nói thôi vậy thì thấy mày tội nghiệp, mày về nhà mày ngủ chung tao. Là cậu em kêu thôi mày về nhà tao đi, mày ngủ chung với tao. Vô gặp mẹ em cái dạ chào mẹ chào ngoại đồ khí thế lắm. Cái vô cái em muốn nói trong bụng ông này ngộ thiệt, tự nhiên mẹ người ta vô chào mẹ ngọt xớt. Không ổng gì đó ngủ dài. Dạ ngủ chung cậu em. Mà được là ngủ hoài luôn chị. Thì đắt cái dọc là em mà là sao đó là ngủ hoài luôn chứ là mẹ không mở cửa được một lần rồi là cứ như vậy mà tiến tới. Mà tối ông có ngủ yên không hay là đi tới đi lui? Dạ rồi cái này nè em kể cho nghe. Từ nó mấy đêm sau nó mới đi tới đi lui. Trời ơi xong rồi ha, cái đầu nhưng mà đứng. Dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em thấy ủa ai giật cái chân mình, trời mà cái chân mình đang ngủ ngon quá chị, đang say ke, cái tự nhiên ai giật cái mở mắt ra hả anh làm gì vậy em anh nói nghe nè. Cái hỏi nói gì em đừng cười anh nha, hỏi gì dẫn anh toilet em sợ ma. Kêu đâu thằng này dễ sợ quá. Tại sao ông kêu cậu dễ sợ quá? Em bị điên hả? Lúc đó em kêu cậu dẫn hay là em kêu chị Thúy Nga dẫn? Đúng không? Dạ. Thì chắc là từng lúc mà ổng về nhà em ổng ngủ rồi, chắc em ngủ đâu ngon đúng không? Tại đêm nào ổng bị giật giò. Dạ thì một tuần thì giật khoảng 2-3 lần. Thì đó. Cái giật giò dẫn đi toilet. Đến khi nào? Nó mắc bệnh tiểu đêm mà. Đến khi nào thì em giật giò ổng lại. Đó. Cái xong là khoảng tầm lúc mà tụi em biết nhau gần 6 tháng bắt đầu anh mới tỏ tình với em. Cái em nói em đi ăn chè không? Cái xong em nói trong bụng trời thời buổi giờ còn rủ đi ăn chè. Thấy nó học sinh quá. Chè ăn bò biếu nước mía. Đó cái xong em mới nói đủ bộ. Thôi bây giờ mình ăn khác được không? Em quay hỏi bây giờ mình đi ăn khác được không? Chứ ăn chè mập lắm, em sợ mập. Chứ giờ em muốn ăn vậy thôi đi ăn bún riêu đi. Cái hai đứa dẫn nha, rủ nha đi ăn bún riêu. Lúc là chưa có ăn chay trường còn ăn mặn. Rồi cái đó là mới nói với em à anh á thì sự nghiệp chưa có, tiền anh cũng không có, anh chỉ được cái là anh chung thủy, anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi, khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người hai. Anh không có tiền nhưng mà anh có nhiêu tiền anh sẽ cho em hết. Rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm không có để cho em khổ. Siêu không? Thì em cũng tiếp xúc rất là nhiều người thì em thấy lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh Bo là anh này ảnh cái kiểu như là có gì nói đó, chân thành. Dạ em thì nói chung nhiều người lúc đó là nhiều người con trai của em. Cái xong em nghĩ là ai mà nói cũng hay ba qua, giống như là đàn ông mà cô gái thì hay phô trương thân thế, là tài sản, là các thứ. Còn anh này thì ảnh thật tình, thì là có sao nói vậy. Nghèo thì nói nghèo để em thấy anh này cũng được, thì nghĩ trong em chọn, dạ, nghĩ trong lòng là thật sự là em không nghĩ lấy chồng sớm, em nghĩ là thôi nếu mà ảnh được thì mình cho cơ hội để tìm hiểu. Khi mà em thấy sự đón nhận em rất hạnh phúc, kêu bằng mãn nguyện. Mà giống như là cái mãn nguyện của em là được một người thương thật sự. Bây giờ là em với lại vợ em đã sống với nhau được là như vậy là 20 mấy năm? 21 năm. Dạ 21 năm. 21 năm rồi. Và bây giờ khi về sống với nhau rồi á, thì ảnh có đúng như cái lời mà anh hứa với em là chỉ biết một mình em không? Rồi có tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ tới phần nhì rồi nha. Bây giờ phần nhì rồi. Lúc mà lấy nhau về rồi á là em mới biết là anh này sợ ma thiệt. Có sợ ma phải tội, nhưng mà tội bé tội. Nhưng mà cũng như nè chị, ban đêm á đi về, đi hát về thì đường hát mấy cái hội chợ chưa biết, rồi khuya lắm về tới nhà là 2 giờ sáng bắt đầu lôi con dậy hết. Lúc mà có một đứa con là lôi một đứa, lúc có hai đứa là lôi hai đứa, lúc ba đứa là lôi hết. Lôi làm gì? Hung dậy, bắt nhỏ dậy. Trời ơi, rồi đè. Sao con vợ có dậy không? Dậy luôn. Không có quậy em mà đi qua phòng của con bắt đầu đè ra hung, quậy nhỏ khóc la làng sùm luôn. Chừng nào mà con nhỏ khóc mà đến em qua em cự á, em thấy bây giờ sao? Thì anh muốn gì là mới chịu. Lầy. Rồi rồi, với kết luận là lúc đó là nhậu hay là tỉnh táo? Nhậu hay tỉnh gì cũng vậy á, vậy đó, cái lòi ra đúng không? Rồi. Tật lầy mà mê con đó, lầy lầy con. Rồi gì nữa nè? Dạ còn cái nữa chị, đi đâu là lôi đi hết. Là đùm túm. Dạ. Người có nhu cầu đùm túm. Đi du lịch, đi ăn, đi uống. Dạ bây giờ em bị quan nè, bây giờ em mới tố nè. Hồi lúc trước tới giờ anh Phương Bình, mấy anh chị em trong giới là gặp em cứ nói là con Sam của con Bo. Là bữa anh Phương Bình anh hỏi em, anh hỏi thiệt em bộ em ghen dữ lắm hả? Sao bằng Bo đi đâu em cũng đeo vô con Sam vậy? Cái em nói không có, em nói thiệt mà, em đổi nhạo không có cho mà đâu ai tin em. Tại giờ ngay mặt đây có chứng cứ đó, coi như em nói đó. Bây giờ mọi người sẽ giải nỗi oan ức cho em, có nghĩa là nó bắt em đi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hiểu rồi, mọi người đã hiểu cho em rồi, có nghĩa là mọi người ơi không phải là vợ Bo ghen mà ý là Bo nó bắt vợ con đi theo nó. Bây giờ hứa với em là đi không đùm đề, để con ở nhà gắn 4 cái camera. Ủa nghe hiện tại em mấy đứa con? Dạ 4 đứa. 4 đứa gắn 4 cái. Trời ơi, tới 4 đứa luôn không? Mai mốt mà có cái vụ gắn chip là nó đi bỏ tiền nó mua chip nó gắn luôn. Chơi luôn. Mà ai nghi ngờ về giới tính của ông không? Dạ có. Rồi lúc em mới lấy chồng á, về làm dâu á, cái mấy người em đi chợ đi ngang cái mấy người sớm đó. Ê, nhỏ đó vợ con Bo đó, vợ con Bo mới cưới. Cái xong cái bà kia quay qua, bọn Bo BD mà sao có vợ? Coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này có nghĩa là bị mang tiếng đúng không? Dạ. Bây giờ vậy đi, em cũng đính chính khẳng định luôn cái làng Bo có BD không? Em khẳng định giùm cho cả thế giới biết đi. Dạ em chỉ nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dê trai. Đó. Trời ơi, như vậy là chưa. Vậy là chưa có rõ ràng. Thấy chưa, chúng ta bởi vậy. Nghe nè, cứ để mọi người suy nghĩ về chồng mình và cái vụ giới tính đó là một ẩn số đi. Đúng không Bo? Chồng của em á là men đàn ông nhưng mà thích con gái thì mới lấy em đúng không? Nhưng mà đi ra đường ví dụ như bình thường là em ít có ghen là vậy, ví dụ như vô chỗ đông người, người ta đi hát mấy event đó chị, người mẫu có, hoa hậu có, siêu mẫu có, đâu lại chị. Ông Bo là ví dụ nè, hồi xưa em đi diễn đó là ông Bo đã bị cái bệnh này rồi, nó cưng khỏe không cưng cái đó chuyên gia luôn. Rồi bây giờ tới anh nè. Sao giờ tới em đó, nãy giờ khui quá khui. Thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì khi mà tới cái ngày biết chị rồi, cái ngày mà nó là rụng đó. Ngày rụng nói chung là bứt rứt, thì con người mình mà tới đó là bứt rứt thì cọc cằn. Rồi cái mỗi lần mà cái gì mà nói cái gì không có hợp ý cái là đào đồng la lên, la mà la vô bổ, chuyện bốc đồng luôn, là như không có chuyện gì cũng là bực bội vô cớ đó, bực bội vô cớ vậy đó chị. Về cái cách ăn uống sao khó ăn khó nuốt lắm đó, cái nào đúng với khẩu vị thì mới ăn. Dạ còn cái vụ chị ta không thích á là bắt đầu chị ta là không ăn, bắt đầu nổi máu xung thiên, khó chịu trong bữa ăn, khó chịu nữa đã. Nỗi đói như là em đói quá thì em mới cộng. Bây giờ nè, anh mong muốn Xuân Nhi thay đổi điều gì? Em thì không muốn cái gì mà mãi mà cầu kỳ hết, thì em muốn cho vợ em thay đổi một cái điều là thí dụ vừa rồi những cái chuyện mà em cưng con đó, em thương con thì bây giờ vợ cũng hiểu và mọi người cũng hiểu cho em. Thí dụ em muốn con kề cận bên em thì thôi từ đây về sau đừng có gì cằn nhằn em nữa. Dạ tội nghiệp em chứ em đâu có làm gì nên tội đâu. Rồi thí dụ em ăn uống thì thí dụ em có cái gì em ăn đó thì đừng có cọc cằn nữa. Bây giờ Xuân Nhi nè, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ em 21 năm rồi thì em biết là anh Bo rất là thương con, Nhưng mà em muốn Hạnh thay đổi một tí là thương nhưng mình nghĩ tới nó một tí. Giống như cái khi nào mà cái trường hợp nào thích hợp, như nghỉ hè hay là những ngày nghỉ lễ thì Hạnh cho con đi. Có nghĩa là thương con cho đúng cách đó, đúng không? Đúng cái mong muốn. Thực ra vợ em nói cũng đúng đó. Hồi nó con nít đó, nhỏ thì không sao. Mình đi đâu chị cũng bị cái bệnh giống y như em vậy đó. Đi đâu là cấp theo. Nhưng mà khi nó lớn rồi, mình phải lựa theo tuổi của con để mà mình biết cách đó em ơi. Chứ mình không có cứ là ôm đúng gà rồi. Mẹ gà con, gà cha gà con hoài được đâu. Cho nên ý chị nói là mình phải chuẩn bị cái tinh thần là đến một cái lứa tuổi nào đó là mình phải tách, mình phải bắt buộc mình phải tách. Thì bây giờ hai vợ chồng chỉ còn cái khúc mắc đó thôi, về coi như là chịu khó tra Google á, với lại coi mấy cái phim mà về tâm lý mấy đứa nhỏ đó là mình hiểu được là mình sẽ phải như thế nào với tụi nó. Rồi, cảm ơn anh Bo với Xuân Nhi đã đến đây, đến với chương trình Vợ Chồng Son, chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Chúc anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng thương yêu nhau. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Đức Thịnh, năm nay em 27 tuổi, em đang công tác tại Đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố. Thế còn em? Dạ, em tên là Diễm Trinh, em 27 tuổi, em đang là kế toán. Thế hai bạn là quen nhau trong một trường hợp nào? Đó là em đi chùa Hoàng Pháp, trưa nắng thì em kiếm một cái ghế đá để em ngồi. Thì lúc đó em thấy vợ em đang ngồi ngay ở cái ghế đá mà ngồi sau mấy sâu chuỗi đó. Anh thấy sao cô bé này tự nhiên mà nhìn nó hiền mà nó đẹp quá, đập vô con mắt em vậy đó. Xong rồi các em mới hít hơi tới cái làm quen. Lúc đó em hỏi là bạn ơi, cái này là bạn ngồi bạn làm gì vậy? Vợ lúc đó có thèm trả lời em đâu. Vợ em nói xỏ sâu chuỗi. Rồi cái em cố gắng, em có nói bạn ơi, mình cũng thích xỏ sâu chuỗi lắm, có gì bạn chỉ cho mình cách xỏ sâu chuỗi với. Rồi anh trả lời sao? Dạ lúc đó thì em không có để ý tới ảnh, cái nói với em hỏi là chỉ cho mình với. Thì em nghĩ là đàn ông mà đi xỏ chuỗi thì em nghĩ chắc là cũng hiền, cũng đàng hoàng thì thôi em ngồi em chỉ. Xong cái lát cái hỏi xin số điện thoại em, mới hỏi là bạn làm gì, nói với em là mình làm giáo viên. Cái em mới nói được quá, giáo viên thì chắc cũng phải đàng hoàng. Cái em mới cho số điện thoại. Hồi nãy em nói em là bên Đoàn các khu chế xuất đúng không? Đúng. Sao lúc đó em nổ hả? Em nổ em là giáo viên hay sao? Dạ không có chị, thời điểm đó em là giáo viên. Tới tháng 8 năm 2014 thì em mới đổi công việc khác. Rồi bây giờ sau khi có điện thoại nhau rồi thì sao? Dạ thì lúc đó thật sự là em cũng còn đang quen người bạn gái cũ. Nên lúc đó có giữ số, nhưng mà sau khi mà em đã chính thức chia tay rồi thì lúc đó cũng buồn. Em mới nhắn tin với lại vợ em là hỏi xỏ sâu chuỗi làm sao. Xong rồi hai đứa rồi vẫn tiếp tục nói chuyện. 2 tháng sau là quyết định là lần đầu tiên là rủ nhau là đi uống cà phê. Rủ em đi uống cà phê thì em đã không định đi rồi. Cái xong cái nói là có bạn chụp hình, em thì em thích chụp hình, em thấy vậy em thích quá. Xong cái em mới nói cũng được, cái em cũng dắt theo 3 đứa em cho nó an toàn. Rồi sau đó rồi biết mình tới bây giờ biết xỏ sâu chuỗi không? Dạ chưa. Hay quá ha. Hai bạn là quen nhau bao lâu thì mới đám cưới? Dạ tụi em quen nhau được chính thức là 2 tháng thì em ngỏ lời cầu hôn vợ em. Tụi tóc ha, sao vậy? Hay là lấy nhau bao lâu? Tụi em mới lấy nhau được 6 tháng à. Quen nhau 2 tháng mà sao quen nhau 2 tháng mà đòi cưới? Thật sự em cũng rút kinh nghiệm đều là thôi giờ quen tìm hiểu nhau rồi chi cũng mệt mỏi quá, nói thôi giờ yêu là cưới. Cái đó là một cái lý do đơn giản là yêu là cưới hay là còn một nguyên nhân nào khác không? Dạ không, em chỉ có đúng nguyên nhân duy nhất là yêu là cưới. Cái thứ hai là em thấy cô này đẹp là phải là của mình. Rồi em đồng ý liền chứ. Em thì dưới quê là ba mẹ em mất rồi, chỉ có ông bà nội là lớn nhất thôi. Thì muốn hỏi cưới hay muốn làm gì thì xuống dưới quê em hỏi, chứ em không có tự quyết định được. Cũng nghĩ là mình nói vậy thôi chứ cũng như là thử lòng, em sợ là bạn này giả bộ xạo với mình vậy để cho mình tin bạn. Ai ghè đâu làm thiệt chị. Đi xuống dẫn ba xuống nhà em luôn. Xuống dưới dẫn ba em xuống. Dạ lúc đầu thật sự mẹ em là phản đối kịch liệt. Mẹ em nói giờ mày lấy con người ta về mày làm khổ con người ta thôi. Cái em hứa đều là bây giờ cho con lấy vợ đi, con hứa con thay đổi. Mấy gì em tác động vô nữa. Rồi ba em cũng tác động. Nên là đồng ý là ba em xuống dưới là nói chuyện với gia đình ở dưới. Rồi xin cái là cho. Xin cái là cho. Nhưng mà tới lúc mà đám hỏi xong thì bắt đầu ở dưới mới bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Chuyện gì? Dạ chuyện gì là lúc mà ba bạn xuống thì không có gì. Nhưng mà sau đó lúc mà nguyên gia đình của bạn đi xuống với nhà em á, thì do là cái cách nói chuyện, cái suy nghĩ của mấy cô em với lại của mẹ chồng em á không có hợp với nhau. Xong rồi cái tự nhiên đám hỏi xong rồi cái gần đám cưới lại nói với em, cô em điện lúc đó em làm trên này, nó điện nói với em là mày đừng đám cưới nữa, mày quản đám cưới lại đi, còn không á thì mày nói sao cho đừng cưới nữa. Em không biết lý do tại sao. Em mới nói là sao mà cô nói vậy, tại vì ông bà nội đồng ý rồi. Nói với em là tao thấy nó quen không bao lâu rồi đi làm giáo viên rồi đủ tiền lo cho mày không. Em cũng không nói cho anh này biết. Tới một lúc cứ nói em vậy hoài, em không biết là phải làm sao. Em mới điện em nói với anh này là thôi bây giờ anh nói ở nhà là đừng cưới nữa. Em không muốn đám cưới nữa. Rồi em sao, em nghe vậy em sốc không? Dạ lúc đó thật sự em rất là buồn chị. Tại vì mọi chuyện xong hết là đám hỏi rồi, chỉ cần tới định tới ngày cưới thôi, đùng cái nói không đám cưới nữa thì thật sự em rất là buồn. Em khuyên vợ em là thôi bây giờ cứ cố gắng là thuyết phục mấy cô đi, rồi biết đâu là mấy cô từ từ cũng sẽ hiểu anh thôi. Rồi một phần là em cũng xuống dưới là em cũng nói chuyện với mấy cô, rồi nói chung em cũng cố gắng em làm cho mấy cô hiểu em hơn. Cũng may mắn là đám cưới được diễn ra như cái dự định. Có nghĩa là quen nhau cho đến cưới là dọn dàng là 6 tháng. Dạ 2 tháng quen nhau rồi thì tới 2 tháng sau là xin cưới. Nói chung là từ ngày tụi em quen nhau cho tới khi tụi em cưới là đúng 1 năm. Rồi bây giờ các em là ở nhà riêng hay là ở bên gia đình chồng? Dạ ở với gia đình chồng. Em may mắn là ba mẹ chồng thì rất là thương em, thương như là con nhà, cho nên em sống bây giờ em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Rồi còn ngược lại gia đình em thì coi chồng em sao? Dạ bây giờ khoảng cách giữa mấy cô em với chồng em vẫn xa vậy, không hợp. Không hợp. Nhưng mà cái ngày đám cưới các cô có dự không? Dạ có. Mà bây giờ là vẫn còn khoảng cách với chồng. Nói chung thì cô em thật sự rất là thương con cháu, nhưng mà đôi khi cô em quá là nghiêm khắc đi. Dạ em mong muốn sao? Em có mong là cô em coi em giống như là con cháu trong nhà không? Dạ thật sự thì em rất là biết ơn các cô em đã đứng ra lo cái đám cưới này cho tụi em. Và thì em cũng muốn mấy cô là hãy coi em như là con cháu ở trong nhà. Khoan chị hỏi đó nè, đã bao giờ em nói điều này trực tiếp với các cô em chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Nhân cơ hội ngày hôm nay trên đây, em cứ mạnh dạn mà nói những điều mà em cần nói với các cô. Đáng lý ra em phải nói sớm hơn, em nói trực tiếp, nhưng mà thôi chưa nói thì nhân ngày hôm nay á, mình nói đi để các cô hiểu. Rồi sau đó nữa, sau hôm nay nữa thì chị mong là em cũng sẽ gặp trực tiếp các cô để em nói lại một lần nữa, thì chị nghĩ rằng sẽ thành công thôi. Dạ đầu tiên là con gửi lời con cảm ơn các cô đã đứng ra tổ chức cái đám cưới cho vợ chồng con. Thì con biết là do cách sống của hai nơi nó còn khác nhau, bởi vậy con mong các cô hãy từ từ hiểu vợ chồng con nhiều hơn. Vợ chồng con hứa là sẽ quan tâm tới gia đình ở dưới nhiều hơn nữa, và mong rằng cái khoảng cách giữa hai nơi nó càng ngày nó càng hẹp lại. Trong cuộc sống gia đình á, cái khổ tâm nhất của những cặp vợ chồng á là chưa được hòa hợp giữa gia đình chồng và gia đình vợ. Thôi thì chị cũng mong rằng á, là sau chương trình này á, thì là các cô sẽ hiểu được chồng em và coi chồng em như là con cháu trong nhà. Rồi bây giờ nè, sau khi lấy nhau về rồi, vậy thì em phát hiện ở cái cô vợ mà trong mắt em là hoàn hảo đó, thì cổ có cái tính xấu gì không? Dạ có anh. Dạ cái thứ nhất là vợ em hay cáu gắt lắm anh. Do tính chất công việc của em, đôi khi em hứa mày không làm được cái về vợ em cáu gắt với em liền. Cái đó cáu đúng không nội? Ông hứa ông không làm được, biểu người ta không cáu. Cô hung dữ không? Dạ ở nhà vợ em hay gọi là hơi men một chút. Tại vì á hả, thà là đừng có hứa với em, tự nhiên hứa với em xong cái làm cái khác là em không có chịu. Đúng rồi, chị cũng vậy đó, toàn hứa không mà chị. Như là hứa với em là thường xuyên đi du lịch lắm, sẽ dẫn em đi du lịch. Giờ em muốn đi Vũng Tàu, nói em thôi đừng có đi, đi biển á hả xa lắm, mẹ hả biển giờ đâu có đẹp đâu, thôi đừng đi tốn tiền lắm. Nói chung á là họ hứa đúng không? Dạ đúng không? Vậy là đứng về phía phe của vợ, coi như em bị thua 1-0 đó. Thí dụ như bây giờ em nói em không dắt vợ em đi biển, nhưng mà bù lại em nói thôi em ơi đi Đà Lạt đi. Không, cho nó nghĩa là không em không đi biển mà mắc còn đó lên rừng. Nhưng mà hứa với em là dẫn em đi biển. Em đi biển đúng không? Em đi biển đúng không? Đó thì bây giờ vợ thích làm sao thì chồng chiều vậy. Giờ anh hỏi em nè, trong mắt em vợ em đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp sao không chiều lòng người đẹp thì cũng phải có cái mà mình chiều được, nhưng có cái ngoài khả năng mình đâu có chiều được. Hay là em không biết lội bởi vì em sợ đi biển. Em cũng muốn đi biển nhưng mà cái tính em thì thật sự là em hơi tính toán một chút. Ví dụ như em đi một cái chương trình á, lên đi du lịch thì em sẽ lên một kế hoạch rõ ràng, ví dụ như đi xe bao nhiêu, ăn uống như thế nào, ở đâu em lên lịch đầy đủ hết tại nhà luôn. Sau khi em cân đông qua đếm lại em nói thôi mày đi Đà Lạt nó đỡ hơn. Trời ơi là có lý do, có lý do. Còn thích đi biển không? Dạ còn chị. Bắt chồng hứa đi, tụi chị làm chứng. Em sợ quá. Hứa em thấy chưa? Trời ơi, bây giờ em làm sao để vợ em tin là em sẽ làm mà em không hứa nữa? Nắm tay đi, nắm tay hứa đi. Nắm chắc nha. Anh hứa với em là từ đây tới cuối năm anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa em đi biển. Để ý lắm mới nhớ làm nha anh. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Không phải là em hứa lèo đâu. Nhiều khi trong cái công việc của em nó có tính chất, ví dụ như em nói là alo em ơi tối nay mình đi ăn nha, cái nhưng mà đùng cái chiều nay sếp em nói họp thì phải họp. Nên em không có dắt vợ em đi được. Thì em cũng mong là vợ em cũng thông cảm cho cái công việc của em. Thế còn em? Chỉ cần ảnh tự lo cho bản thân anh chút, vậy là được rồi. Trời ơi, vậy sao vậy chứ? Tức là vậy, bản thân em là giờ em đã đang xác định là em có một cô vợ quá hoàn hảo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị chỉ có một lời khuyên rằng đừng bao giờ em để mất cô vợ này. Cái gì cũng vậy, cái sức chịu đựng hay là sự kiên nhẫn hay là sự cam chịu, tất cả mọi thứ đều có giới hạn hết, chứ nó không bao giờ là vĩnh cửu. sau này tụi em có em bé thì em sẽ nhân cái, tức là em nhân cái công việc cũng như cái sự chịu đựng này lên 10 lần 20 lần. Em phải sửa đổi chồng em từ bây giờ để mình chuẩn bị cho có con. Ảnh đồng cam cộng khổ chia sẻ với mình. Dạ, rồi, cảm ơn hai em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của cháu là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không phải đồng hương luôn. Yên Bái. Không phải chỉ mà Bắc Ninh á là đồng hương. Là coi như đồng hương. Không phải là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận, chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ, và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức, dạ, vợ là mỹ phẩm, dạ, đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào. Đang đọ. Đang đọ. Dạ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng như về nhau không? Đoán đi, bé này nó đi Yên Bái mua trang sức. Hoặc là cô này đi xuống mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? À rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó thì sĩ Hạnh nó đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và thua cổ, đúng không? Không đúng á. Xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Dạ. Rồi sao bây giờ khai đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó có một cái người bạn trong lớp thì bảo em xem em có bạn nào xinh xinh không, giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem này, mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo triển anh tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng không? Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian hồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì được 21 tuổi thì đúng ạ. Con giỏi lắm, con 19, 18, đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có lâu lắm rồi, 10 năm rồi. Đúng không? Nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn. Phát hiện đúng không? Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng là tổ chức gặp mặt, kiểu rủ đi ăn uống vô tình thôi. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau. Thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. Có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ đúng không? Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ đi xem phim. Rồi nhưng mà sao tình cờ được, cố tình mà. Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn là. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi, đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn. Bởi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản này. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần sắc trắng, áo xanh da hơi quần trắng, vâng quần trắng lại đấy. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp, rất là tố cáo nhau. Thì con thấy mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em. thì em có muốn gặp không để chị kiểu cũng sắp xếp các thứ, thì chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh ấy ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì. Nói chung là rất là nhạt nhẽo. Chỉ là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc. Hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mix suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đó đúng không? Tạo nét. Nhưng mà con bé kia là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh mà không vấn đề gì, cũng không tốn thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cá tính nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Con nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nào. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà mất tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền trắng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là. Nhưng mà cái lần đầu tiên là trả tiền là Mạnh Anh ấy trả hay sao? Không ạ, làm anh bao, nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh trả tiền. Rén. Vâng. Đến khi mà yêu nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là tiền nhiều hay tiền ít? Sau này ạ. Nó nói là tí xíu. Tí nữa sẽ chia sẻ. Giờ chưa? Hôm đó đó là anh hẹn trả tiền mà anh lén anh không có chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén là có hai điều, một là tiền quá ít. Con lúc đấy là đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đấy có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Về tiếp luôn đi thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu thiếu không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong khi không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ, là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao, nhớ người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy ạ. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh, mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chị hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì bảo bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe, ở đây thì hỏi con nè, nó thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, con quay xe con cũng hơi chán rồi, con định nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đả cái nư chứ, đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em mà em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó à? Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi một cách vô vọng. Thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nư được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn, đúng, đúng không? Đúng là đúng, cho nên là về, đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại, rồi cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi lại. Ok, cái đó là hiểu, cho nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác, nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa. Thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. Đó đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ cái, không có đã nư mà sao lại về để nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, sang chở chị Thúy Nga đi được gặp vợ em. Thực ra theo con thì sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi, cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp tục quay xe, quay liên tục. Thật sự là con rất là thích cô này, đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với họ lắm. Không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại, xong con hỏi lại anh có điều gì muốn nói với em không. Nhi rất là cao cơ với con đó. Con nói câu gì? Con không nhớ lắm. Thì con kể thế gì nhớ không? Có. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Con nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thì con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra, nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn mà không được rồi, quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con đã, quay lại tập trung vào con đã. Xong lúc là con đá sau. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cơ. Thế xong rồi con cũng bảo ấy à, cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau. Tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống để về, con cứ ăn thôi. Chồng con rất là sốt ruột rồi, em rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói, con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ôi chồng con sợ ấy, mắt kiểu lúng túng luôn ấy, rón rén. Mắt cứ lúc mở lên lúc cụp xuống, nhìn này xong lại cụp xuống. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau. Thì cứ ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần, con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nọ kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá, đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước. Con ôm, thế xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, anh về anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Nên con nói thế xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thật ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chẳng cần một tuần, sang một đêm thôi, rạng sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là Mình lựa chọn đây là đồng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc ấy cũng có yêu nhau rồi nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu, tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc trong kiểu trong kiểu ăn chơi một tí, trong kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành tự nhiên đến trong ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Biết đột nhiên nhuộm từ lâu. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đó không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường chồng con đèo con ngang qua phố thì tự nhiên chồng con lại hất hàm kia bố anh kìa. Thế con về quay ra con bảo nhìn bố anh thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua mà ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong rồi do đi ngang cái nhà do là phong thủy. Đúng rồi, chờ nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh nào, nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết chứ trước đây khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ sau khi thế xong đi xong chơi đấy, thì có để ý cái bóp tiền có chưa? Đây bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây, xong đến lúc cô hồi không? Cái hôm đầu đó là tiền lãi hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Tiếp, sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp thì chồng con lúc mà mua vé chồng con lại rút ra một tập tiền rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều từ 500 hay 200. 500 ạ. Mỗi lần như vậy là yêu một phim. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chả ít ai giàu trúng số. Cô Hạnh ơi, nghĩa là cô gái này á mỗi ngày là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là, bởi vì mình chính là người chọn mà. Thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn đúng không? Đúng đấy. Rồi bây giờ coi như cưới nhau được bao lâu rồi? Con vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mấy bé rồi? 2 bé ạ, con có 2 bé rồi. Một bé 5 tuổi, một bé 6 tuổi. Bé 5 tuổi với 6 tuổi. 14 năm chứ ạ? 14 năm. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm yêu nhau lấy nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió lắm đấy. Đâu chuyện gì vui vui coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi chứ còn con là con yêu con người của chồng con. Tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Với rất sốc và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó. Con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Chồng con không trượt được phát nào cả, chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề, vì con đã quyết tâm mục tiêu của con là anh này rồi. Con cũng không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa, cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ạ. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này, anh không hiểu anh làm gì, có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thì con đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân, nhưng mà anh này, anh đối với anh thì là chuyện bình thường, anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô, gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy, cũng kệ. Ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì có thể cảm giác là bị an toàn, bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Và con đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ lại anh lại, đúng không? Con quyết tâm, con đi làm mũi luôn, phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy là đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân hơn bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng là con làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích, cũng có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ. Tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý như là mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia, lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn, bắt đầu lại quay xe, sau đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi, và con quay xe lại là con quan tâm hơn, con gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà dựa gối chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ. 2 năm. Du học sinh về, đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau, cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên cái lá sen, rất là chê. Ôi Nhi ơi, anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam, tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm nó vẫn không đẹp, và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má, nó to quá, và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đó là một trải nghiệm trong cuộc đời con. Đâu, mà con nghĩ con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ, mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi, mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bà tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi. rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi, làm cái mãi anh xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối, là khoảng 2 giờ sáng bay thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, cũng vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mỗi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu lâu một lúc sau lâu đi ra. Con ok đi ra phải thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục. Ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện. Thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm, cứ ở ngoài này xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy gì. Con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến thì ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc mà thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhà, nhận vợ. Thế mà ôi dồi, sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ rồi, chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếc sắt xiếc có to trông như ngân hàng. Hay đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì bảo cô y tá bảo là vợ đây. Đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng 2 con mắt, còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Bảo vợ anh đây thật á? Thế bảo vâng vợ anh. Thế rồi ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi, đúng nghĩa là anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, vậy ăn gian chứ rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi rồi, và lúc đấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sắp xếp Ai Cập ấy, bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá, mà vừa bực vừa tức mà vừa lo. Xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về để về khách sạn nghỉ ngơi đã. Biết tài là con phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì bổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một người, mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó cứ suy nghĩ có khi nhận nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói yếu không nói được nhiều. Với lại chỉ cần nắm tay là biết rồi. Dạ. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy con bực lắm lúc về con, bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được. Hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn không? Bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con tự nhiên lúc ấy khoảnh khắc đấy con nhớ đấy, có một cái bài hát của anh Dương Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này ở lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con, rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày buổi mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi, ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. để thăm. Từ hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người này lắm. Con bảo tưởng Việt Nam quá. Trong đầu mình bảo đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu coi này, đây là quân địch đến, không lo chuyện lạnh lùng mặt quay để mà không nói. Vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy, ở dưới tiếp. Một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự là cuối cùng là trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn, lại đỡ là do cái mặt lúc nào. Con có nghĩ là ly dị luôn không? Ôi về đến sân bay là đòi ly dị luôn. Không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên, thiếu một chi tiết hay sao ấy, tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không, thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi, không trả lời tưởng là ảnh đồng ý đúng không? Nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng, lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi có lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh, là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chị bảo là bây giờ mà ra tòa bà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế, ai bây giờ cứ bình tĩnh về nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy, thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng đắn đo lắm, con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần 2 con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy máy con cắt để thành máy che hết mặt, rồi về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại dồ lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cũng vẫn chưa bỏ nhau. Cái hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, vợ con đi Hàn thì là đang rất là người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ, yêu thương ra từ xa thấy trông giống vợ mình nhưng lại không giống vợ mình bảo trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Xong bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau. Người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. Nhưng mà con công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa cái nào đẹp? Vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Cái lần đầu á, khi mà đập đi xe lại, con còn nhớ, tại vì khi chúng ta đi coi phim mà nhất là những phim Hàn Quốc mà mình Mỹ đó, cái lúc mà tháo cái bằng nhạc lên búng ra một cái, trời ơi hào quang tỏa sáng, đúng đấy, một cô gái một nàng tiên tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở cái bằng ra thì sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp ạ, còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng đấy chú ạ. Có nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau, thời gian sau đó. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong hàng sáng ngủ dậy, có nghĩa là có phải không. Nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Đúng rồi, nhưng mà lại tự nhiên nha. Con mà không nói con sửa con biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần là 8 lần. Dạ vâng ạ. Tại vì nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồm tí, chồng con thông cảm lần sau chồng con nói chung là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện, cái hình nét này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công đúng không chị Mộc? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu đó. Tật xấu. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phận uất cho con nói đó. Quá trời năm quen nhau rồi, bây giờ ở với nhau rồi, hai đứa con nữa đúng không? Vậy thì bây giờ đó, bây giờ đó con có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính, rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng, vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là làm gì? Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa choảng nhau. Đúng rồi, nóng nhất là cái đấy. Có bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có ạ, có cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng là tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới, thì con mới đuổi theo cãi nhau. Thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại là để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua lại nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời. Con mới là người cần được bảo vệ, nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương đúng không? Tổn thương chứ. Lúc đấy là bảo mà đây lại cái hàng xóm cho mình này, nó chết giờ buồn. Là oan ức. Nóng tính này. Nóng tính là sao? Con là bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong vợ con mặc quần áo đi, còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó. Và rồi con có phải là người đi hốt hay cái đó không? Con cũng phải dọn. Nhiều thuốc đang nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con nó mua đồ, gọi đồ gì ship về các thứ, mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở, người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? 2 năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ đúng đồ mà 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo cái này em hết hạn rồi anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà nhiều quá là sẽ bị hay quên. Cô ấy có bị không? Con đáng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên. Chưa thẩm mỹ. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Hay quên từ bẩm sinh. Nhưng mà thẩm mỹ mấy lần mà tính luôn, mỗi là 8-9 lần đúng không? Nhớ hết luôn, chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày. Rồi, thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều những cái như kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ con mong muốn thì là bớt nóng tính, lại vẫn là bớt nóng tính, biết là nghe chồng hơn. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi, chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý, cái túi mũi cái lỗ mũi mình là bị còng, đụng vô cái gì cái độc ra, trúng vô cái lỗ mũi mình cái còng, cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. Con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế, như là từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau, không tỉ thí vợ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng, bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, chồng con chạy đứt cả dép. Rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao? Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá, thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí. Nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm, và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị. Chỉ vì là con thấy chồng con không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người có cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn, là con rất là cảm động. Vì là hóa ra là anh ấy con làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng, đúng không thể hiện, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm, chăm sóc hơn rồi. Thì con cũng đấy, con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm, không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến. Bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con đấy trên 10 thì cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi con vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, quên nắm tay luôn, cô không nắm tay luôn đó, thì con bảo là mình vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả, và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận với điều đấy. Thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, phải dắt em đi các thứ chứ. Đấy, tức là có những cái nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì, và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm, bớt hời hợt, tất từ từ. Vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí, tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con căng hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong vậy là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Thế còn gì nữa không, hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn, chỉ vì là chồng con gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay, và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau hòm rồi. Hai vợ chồng cãi nhau có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả, nên là cố gắng là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi, vì nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu, chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay, và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy? Thế mà là em quay TikTok, mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay, mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá, thấy vợ cứ kiên trì quá. Tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con, còn con vẫn cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Lúc ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, rồi anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả. là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con không thích quay dạ. Thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cứ ngồi đấy, vì bỏ đi thì đâu thì bà lại cũng thích lắm nè. Bỏ đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là lại thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái doctor luôn. Vâng vâng ạ, bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Lên TikTok làm thật ra bọn con không hot đến mức mà là tiktoker đâu, bọn con không nhận mình là tiktoker. Vì bọn con làm tiktok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ, đúng rồi, văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái đấy làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong rồi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team tiktok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tên là hạnh phúc mà sao anh xem tiktok của mày sao trông mày bất hạnh quá, trông mất kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, mọi người đang phải đặt cho con chuyện danh. Cái nét đó là khán giả mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ lại mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Nên là chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy, không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã rồi, cũng đơn ly dị rồi, tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với cái người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì chúng ta sẽ hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị nữa. Nay là 14 năm rồi. Sẽ còn là bao nhiêu? 14 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Đúng không? Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm nữa. 36 năm nữa là đám cưới vàng đó. Chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau, đó sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh chương trình Tình Trăm Năm đó. Không, cái chương trình của mình cũng là đám cưới vàng, là comeback lại được. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt thì không biết rằng là con nó Hạnh, không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Tất cả mọi người không hề biết. Con biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy, đứng lên luôn không? Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Sau ngày hôm nay thì con có, em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc đấy con thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dúi với chị biên tập, và con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước trên sân khấu không? Con còn nói thế. Có khi lại rung kìa. Ô không mở ra được anh. Ôi cái gì vậy? Nó không phải là cái gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con thấy là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời ông chừng hồi bốc tâm chúng tưởng son nữa, 5 hộp son nữa. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi là sắc son với nhau. Vậy con có thấy là chương trình là có chú Quốc Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng tắt biển Đông cũng cạn ạ. Chú cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều.